Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 666 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút trên sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh chuyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 666 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngay khi người phụ nữ được xưng là mẫu thân của cầm kiếm nữ vừa bước chân vào căn hầm thứ hai, thì một lưỡi kiếm đột nhiên xuất hiện từ phía sau, trực tiếp kề vào cổ của phu nhân. Không được động. Phụ nhân kia khẽ giật mình, toàn thân cứng đơ, không dám động đậy, vẻ mặt bối rối, quay người nhìn lại. Chỉ thấy cầm kiếm nữ đang dẫn đường ở phía trước, bỗng quay đầu lại nhìn phụ nhân. Cùng lúc đó, từ những góc tối, vô số bóng người bước ra đều là cao thủ của huyết đao thế gia. Mị mộng, cửu ngư, thường làn phúc đều đã đến. Còn người cầm kiếm kề cổ ở phía sau phụ nhân kia chính là ngự bích hồng lúc này một tay cô ta khóa chặt vai của phụ nhân một tay thì cầm kiếm kề chặt vào cổ của phụ nhân chỉ cần phụ nhân kia hơi động một chút thôi thì lưỡi kiếm sắc bén này sẽ trực tiếp cắt vào cổ của cô ta nữ nhi làm cái gì vậy ngươi là ai ngươi định làm gì ta nữ nhi mau tới đây cứu mẫu thân phụ nhân kinh hãi vội vàng kêu lên với cầm kiếm nữ nhưng cầm kiếm nữ lại thờ ơ như không nữ nhi Cuối cùng, phụ nhân cũng nhận ra có gì đó không ổn, ngơ ngác hét lên một tiếng. Đừng kêu nữa! Cầm kiếm nữ lại hừ lạnh một tiếng. Ta không phải là nữ nhi của ngươi, ngươi cũng không phải là mẫu thân của ta. Nữ nhi, sao ngươi lại như vậy? Ngươi không muốn nhận mẫu thân nữa sao? Ngươi, ngươi đúng là bất hiếu mà. Vừa tức vừa giận, phụ nhân chỉ tay vào cầm kiếm nữ mà chửi bới. Nhưng cầm kiếm nữ lại vô cùng lạnh lùng, trực tiếp rút kiếm ra, Ta không biết ngươi là ai, mặc dù ngươi ngụy trang rất tốt, thậm chí nhìn không ra một chút sơ hở. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta là con gái của mẫu thân, nhất cử nhất động của mẫu thân ta thì ta đều biết rõ như lòng bàn tay. Ngươi có phải là mẫu thân của ta hay không? Chẳng lẽ ta nhìn không ra hay sao? Lời này vừa rơi xuống đất, phụ nhân kia liền rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, bà ta hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Xem ra, Ta có thể ngụy trang dung mạo, nhưng không thể bắt trước được bản chất. Ngẫm lại, cảnh giới cao nhất của dịch dung phải là thân thể và tinh thần đều bắt trước giống nhau như đúc. Không thể chỉ dựa vào bề ngoài được. Lời này vừa nói ra, những người có mặt đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Nói đi, ngươi là ai? Là lệnh Hồ Ngọc phái tới sao? Ngự Bích Hồng nắm chặt trường kiếm, trầm giọng gầm lên. Lưỡi kiếm sắc bén suýt chút nữa thì đã cắt vào cổ của phụ nhân kia, nhưng phụ nhân lại không vội nhẹ giọng nói thế nào các ngươi muốn độc thù ở nơi này sao đây là huyền thường cao ốc nếu như các ngươi giết ta ở nơi này chỉ sợ huyền thường cao ốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu <laughs> đây không phải là bên ngoài người của huyền thường cao ốc không thấy được sau khi giết ngươi xong chúng ta sẽ đem thi thể của ngươi phân thành mấy mảnh cho vào túi ném ra bên ngoài ai biết được chứ ngự bích hồng lạnh như băng nói ồ oh, Người nghĩ như vậy sao giọng điệu của người phụ nữ đột nhiên trở nên thoải mái hơn không hề lộ ra vẻ hốt hoảng ngự bích hồng hơi sừng sốt dự cảm không tốt lắm một tiếng chấn động mãnh liệt bất ngờ đánh vào ngực của ngự bích hồng ngự bích hồng gần như không kịp phản ứng cả người bay ngược ra ngoài nặng nề đập vào tường bức tường dày nặng được đặc chế nhưng dưới cú ngã của cô ta cũng bị chấn vỡ Ngựa bích hồng cả người đập thẳng vào tường, phun ra một ngụm máu lớn, trọng thương không thể dậy nổi. Cầm kiếm nữ sừng sốt. Lên! Mị mộng la lên, người của huyết đao thế ra lập tức rút kiếm sông tới. <cười> Nực cười! Phụ nhân kia lắc đầu trực tiếp giơ lòng bàn tay lên lắc nhẹ. Một luồng khí lưu lạ từ lòng bàn tay của cô ta phun ra, sau đó như tơ nhẹ mà lan ra bốn phía. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã bị khí lưu này khống chế, không thể động đậy mị mộng ngẩn ra, cứ tưởng mình nhìn lầm. Đào Thành bị các ngươi cố ý đuổi đi chỗ khác, đúng không? Phụ nhân nhìn cầm kiếm nữ cười nói. Xem ra, các ngươi thật sự muốn ở đây động thủ với ta. <laughs> ý kiến rất hay. Đáng tiếc, các ngươi tính sai một bước rồi. Chính là thực lực của các ngươi. Nói rồi, nữ nhân chắp tay lại. Đám người huyết đau thế ra, bị khí lưu trói buộc, thân xác bị chấn đến vỡ nát bét. Tất cả đều chết thảm. Không! Mị mộng nổi giận gầm lên một tiếng dẫn theo đám người còn lại tiến lên. Nhưng cô ta không phải là đối thủ của phụ nhân kia. Chỉ thấy phụ nhân nhẹ nhàng vươn người về phía trước. Thành huyết đào đang tấn công ngay lập tức bị bà ta tóm gọn giữa hai ngón tay. Mị mộng run lên đột nhiên phát lực. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì cô ta cũng không thể lấy huyết đao ra khỏi hai ngón tay của phụ nhân kia. Sau đó phụ nhân phát lực, huyết đao nổ tung ngay tại chỗ. Lực lượng đáng sợ dọc theo lưỡi kiếm của Mị Mộng đánh ngược về. Mị Mộng phun ra bột ngụm máu ngã xuống. Tiểu thư, người của huyết đao thế ra nhanh chóng đỡ lấy Mị Mộng. Xem kiếm của ta đây. Thường làn phúc cũng cầm kiếm xông tới, kiếm khí như sóng tầng tầng oanh kích. Nhưng đối mặt với công kích như vậy, phụ nhân kia vẫn không hề sợ hãi. Chỉ một cái búng tay thôi, một luồng năng lượng từ đầu ngón tay bộc phát ra, xuyên qua kiếm khí của thường làn phúc, đâm vào người hắn. Thương Lan Phúc lại lui về phía sau, dùng kiếm để chống đỡ thân thể. Gã vốn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên đương nhiên cũng không thể phát huy hết sức mạnh. Đây không có khả năng, không có khả năng như vậy. Cầm kiếm nữ ngần xa, ngự bích hồng Thương Lan Phúc mị mộng trước mặt vụ nhân này, một chiêu cũng không đỡ được. Thực lực của người này mạnh đến mức nào đây? Ngươi là ai? Cầm kiếm nữ đột nhiên ngẩng đầu ngơ ngác hỏi, nhưng dây tiếp theo, khí lưu kinh hoàng lại hiện ra cầm kiếm nữ lập tức rút kiếm chống đỡ nhưng khí lưu này như xương khói lưỡi kiếm của cô ta chỉ có thể xuyên qua nó chứ không thể cắt nó thành mảnh được cầm kiếm nữ kinh hãi liên tục lùi về sau cố gắng thúc giục năng lực phi thăng để chống cự nhưng khí lưu đáng sợ đã nhanh hơn cô ta nháy mắt trói chặt cô ta lại sau đó cơ thể cô như không kiểm soát cứ như vậy mà bay về phía phụ nhân phụ nhân giơ hai tay nắm bóp lấy cổ của cầm kiếm nữ. Trong phút chốc, cổ cầm kiếm nữ liền biến dạng, không thở nổi nữa. Bị bà ta ôm giữ trong tay như sách một con gà, phụ nhân lạnh lẽo cười một tiếng. Nghe đây, nếu muốn sống thì nói cho ta biết, Lâm Thần Y đang bế quan ở phòng nào. Người giết ta đi, dù có chết ta cũng sẽ không nói đâu. Cầm kiếm nữ nghiến răng nghiến lợi đáp. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trong mắt của nữ nhân lóe lên sát khí, lực đạo trên tay đột nhiên tăng lên một chút. Khuôn mặt xinh đẹp của cầm kiếm nữ đột nhiên đỏ bừng, cả người suýt nữa thì ngạt thở. Nếu còn tiếp tục như vậy, cô ta sẽ bị ngạt chết mất. Nhưng cầm kiếm nữ không dãy sụa mà chỉ tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân. Thấy nữ nhân này đang mang gương mặt mẫu thân của cô ta, trong lòng cô ta trào dâng lửa giận, không kìm được nữa, giơ tay hùng hằng đánh thẳng vào mặt của nữ nhân kia sức mạnh phi thăng đánh tới. Nữ nhân chắc chắn không ngờ cầm kiếm nữ lại dám đánh trả, nên ngay lập tức quay đầu né tránh. Nhưng dù sao thì vẫn chậm một chút. Mặc dù tránh được trường ấn trực diện của cầm kiếm nữ, nhưng khí tức cường hãn lại khó mà tránh được. Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Chỉ thấy nửa khuôn mặt của nữ nhân bị tách ra, để lộ ra một lúm đồng tiền trắng nõn xinh đẹp cho dù khuôn mặt này có đẹp đẽ đến đâu nhưng khi ghép lại với gương mặt đã dịch dung thành mẫu thân của cầm kiếm nữ vẫn toát ra vẻ dữ tợn nữ nhân cả giận thấy cầm kiếm nữ cứng đầu như vậy thì liền không nói nữa người muốn chết sao được ta thành toàn cho ngươi dứt lời liền muốn bóp chết cầm kiếm nữ nhưng vào lúc này mị mộng lại hét lớn một tiếng dừng lại thế nào sao ngươi muốn nói cho ta biết lâm thần y đang ở đâu sao Phụ nhân nhàn nhạt hỏi. Mị mộng cắn răng, trầm giọng nói. Lâm tiên sinh không ở huyền thường cao ốc. Người giết cô ta cũng vô dụng thôi. Cái gì? Nữ nhân sừng sốt. Lâm thần y rời khỏi huyền thường cao ốc sao? Đúng. Hắn đã đi đâu? Hắn đi để làm gì? Nữ nhân hỏi lại. Nhưng bị mộng không nói thêm gì nữa. Có ý tứ. Nữ nhân cũng không vội hỏi. Liếc cầm kiếm nữ trong tay lấy ra hai cây ngân châm đỏ như máu trực tiếp đâm vào người của cầm kiếm nữ trong phút chốc khí mạch của cầm kiếm nữ liền bị phong tỏa không thể sử dụng sức mạnh mặc kệ hắn đi đâu làm gì ta nghĩ hắn nhất định rất coi trọng nữ nhân này nữ nhân cười lạnh nói khi họ phan kia tới bảo hắn tới chỗ ta nghe rõ đây bảo hắn mau tới nếu không hắn chỉ có thể nhặt xác của nữ nhân này thôi nói rồi nữ nhân liền quay người chạy lên lầu Màu báo cho đào quản lý mị mộng hét lên người của huyết đao thế ra lập tức chạy lên đại sảnh mị mộng ngự bích hồng thương lan phúc muốn truy kích nhưng ai cũng đã bị trọng thương nên chỉ có thể lực bất tòng tâm nữ nhân nhanh như chớp kéo cầm kiếm nữ vào đại sảnh trực tiếp xông tới cửa lớn nhân viên an ninh của huyền thường cao ốc trong sảnh ai nấy đều sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra mà đào thành thì tựa hồ như hiểu ngay lập tức lập tức quát lớn ngăn cô ta lại, nhân viên an ninh vội vã tiến lên. Biến đi! Nữ nhân gầm lên một tiếng, trực tiếp đánh lui nhân viên an ninh đang xông tới. Mở kết giới tiền thưởng, đừng để à ta chạy thoát. Hạ gục à ta, nhanh lên! Đào Thành giống lên. Cả Huyền Thường cao ốc náo loạn. Mọi người kinh ngạc nhìn nữ nhân đang lao về phía cổng. Cả cầm kiếm nữ đang bị cô ta lôi đi. Ai nấy không khỏi sửng sốt. Đào quản lý. Lúc này, đám người ngự bích hồng thương Lan Phúc cừu ngư mới lào đảo chạy ra ngoài. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đào Thành quát khẽ. Người này không phải là mẫu thân của cầm kiếm tiểu thư, mà là giả mạo. À ta định lèn vào để hãm hại Lâm Tiên Sinh. Sau khi bị chúng tôi phát hiện, thì à ta đã bắt cầm kiếm tiểu thư làm con tin để ép Lâm Tiên Sinh rời khỏi huyền thường cao ốc. Đào quản lý, dù thế nào thì cũng phải cứu cầm kiếm tiểu thư. Cứu ngư vội vàng lan lên, nếu như chờ phan lâm trở về nhìn thấy cầm kiếm nữ bị người ta bắt đi bọn họ biết giải thích với phan lâm như thế nào đây đào thành nghe xong sắc mặt biến đổi lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc yên tâm đi đây là huyền thường cao ốc người nào dám công khai bắt cóc người trong huyền thường cao ốc chứ ta không hạ được ả ta thì huyền thường cao ốc làm gì còn mặt mũi nữa đào thành hừ lạnh một tiếng lập tức đánh chuông báo động xông về phía nữ nhân định đích thân ra tay ngăn cản theo tiếng ồn phát ra, một kết giới trong suốt xuất hiện ở cổng, chặn lối ra. Thấy vậy, nữ nhân lập tức cử động ngón tay, tung toàn lực đánh vào kết giới. Dừng lại, bó tay chịu trói đi. Đào Thành hét lên muốn tóm lấy nữ nhân. Nhưng giây tiếp theo, dưới chân của nữ nhân đột nhiên xuất hiện một vòng bì ngạn hoa ấn. Sau khi bị ngạn hoa ấn xuất hiện, thì nhanh chóng xoay tròn, tạo ra một cỗ lực lượng quỷ dị thần bí từ trên người cô ta tràn ra. Đây là... Sắc mặt của Đào Thành đại biến, huyền thượng cao ốc sao? <cười> Nực cười, cô ta cười khẩy một cái, sau đó một lượng lớn cánh hoa nổ tung. Những cánh hoa này là cánh hoa bì ngạn, chúng có màu đỏ như máu và tỏa ra mùi máu tươi tanh nồng kinh khủng. Giống như là hồ điệp dài rác bốn phía, mà mỗi một đồ vật bị cánh hoa bì ngạn chạm vào thì đều tan chảy, giống như là lưỡi hái từ thần vậy. Đào Thành vội dừng lại, không dám lại gần nữa mà cánh hoa của bì ngạn hoa kia va thẳng vào bên trên kết giới. Kết giới lập tức tan chảy. Sau đó là toàn bộ cánh cổng chính cũng bị cánh hoa làm cho tan chảy gần như sụp đổ tan tành. Nữ nhân cười lạnh, bước một bước, nhảy ra khỏi cổng biến mất. Đuổi theo! Người của huyền thường cao ốc vẫn muốn truy đuổi. Mọi người, dừng lại! Đào Thành thấy vậy vội vàng kêu lên, nhưng đã quá trễ mấy nhân viên an ninh này rõ ràng không biết uy lực của những cánh hoa kia đáng sợ như thế nào. mấy người mất cảnh giác trực tiếp chạm vào cánh hoa, ngay lập tức cơ thể của bọn họ đều bị cánh hoa đâm xuyên qua, chết ngay tại chỗ. con người dẫm phải những cánh hoa trên mặt đất, toàn bộ chân cũng tan chảy. trong vòng hai giây, cả thi thể liền tan thành máu. trong đại sảnh của huyền thường cao ốc truyền ra từng trận tiếng thét inh tay, mọi người hoảng sợ các cao thù còn lại của huyền thường cao ốc không dám đuổi theo nữa cái này đây là chiêu pháp gì vậy tại sao tại sao nó lại đáng sợ như vậy chứ đám người mị mộng đi tới nhìn cảnh tượng hãi hùng trước cổng hồi lâu cũng không nói nên lời đây là huyết cấm thuật đào thành sắc mặt trắng bệch cắn răng trầm giọng nói rất lâu rồi trong long mạch không có ai sử dụng chiêu pháp này nữa sự tình lần này không tầm thường ta cần phải bẩm báo cấp trên. Đào quản lý còn cầm kiếm tiểu thư thì sao? Yên tâm đi, ta lập tức thông báo cấp trên, sai người phong toán Long Tâm Thành. Cho dù à ta có trốn đến chân trời góc bể thì cũng không thoát được đâu. Đào Thành khẽ nói rồi quay người bước nhanh. Không bao lâu sau, một lượng lớn cao thủ của huyền Thượng cao ốc từ cửa sau sông ra đuổi theo phương hướng mà nữ nhân kia rời đi. Nữ nhân bắt cóc cầm kiếm nữ ngay trong phạm vi của huyền thường cao ốc. Chuyện này không chỉ liên quan đến Phan Lâm mà đã sáng cho huyền thường cao ốc một cái bạt tay. Vài phút sau khi Đào Thành đến trình báo, báo động cấp 1 ở huyền thường cao ốc đã được gióng lên. Mọi người trong hội trường đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở các tầng trên vang lên từng trận chấn động, tiếng bước chân rồn dập không ngừng. Đây là cảnh báo cấp 1. Cứu ngư sừng sốt. Xem ra, huyền thường cao ốc rất coi trọng chuyện này. Ngay cả khi võ thần chi chiến nổ ra, huyền thường cao ốc cũng không kéo còi báo động. Nhưng lần này xem ra, cấp trên của huyền thường cao ốc thật sự nổi giận rồi. Dám ở ngay trong huyền thường cao ốc mà bắt người giết người, huyền thường cao ốc sao có thể bỏ qua được đây? Mị mộng nghiến rằng, Lâm Tiên Sinh rất quan tâm đến cầm kiếm tiểu thư. Nếu để Lâm Tiên Sinh biết cầm kiếm tiểu thư bị bắt cóc, Chúng ta phải giải thích như thế nào với ngài ấy đây. Chúng ta cũng phải lập tức hành động, tìm cách giải cứu cầm kiếm tiểu thư mới được. Nhưng hiện tại, các người đều bị thương. Làm sao bây giờ? Theo ta thấy, tạm thời, các người vẫn nên ở lại chỗ này chờ tin tức thì hơn. Cứu ngư thở dài. Không, chỉ cần có thể hành động thì không được từ bỏ. Mị mộng nghiến răng, nuốt mấy viên đan dược, gọi thêm mấy tên cao thủ của huyết đao thế ra, cùng nhau xông ra ngoài. Ngựa Bích Hồng và Thương Lan Phúc thấy vậy, liền nối gót theo ra ngoài. Cựu ngư thờ dài cũng chỉ có thể đuổi theo. Biến động của huyền thường cao ốc rất nhanh đã ảnh hưởng đến một nửa long tâm thành. Nghe tiếng còi của huyền thường cao ốc, vô số người bàng hoàng chấn động. Nữ nhân kia đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng cô ta không quan tâm, chỉ một mực chạy ra khỏi thành. Mặc dù lớp ngụy trang đã bị vỡ, nhưng vẫn còn một miếng da trên mặt, cho nên danh tính của cô ta vẫn chưa bị người của Huyền Thường Cao ốc nhận ra. Miễn là không bị nhận ra thì mọi chuyện vẫn không sao hết. Cổng thành đã bị đóng lại, một lượng lớn lính canh đang đứng ở cổng thành. Dừng tay, nhìn thấy nữ nhân đang chạy tới, tất cả thị vệ đều rút kiếm đồng thanh kêu lên, nhưng nữ nhân hoàn toàn không có ý định dừng lại, cứ như một đoàn tàu hung hãn lao nhanh về phía trước sức mạnh phi thăng từ cơ thể của cô ta trào ra, nhưng lại có màu đỏ tươi như máu. Khí thế, cả người giống như là hung thần từ dưới cửu u sông ra, khiến cho người ta sờn cả gai ốc. Khí tức đáng sợ, trực tiếp làm kinh động tất cả những thị vệ. Nhìn nữ nhân hung hãn kia, đám thị vệ cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể nhảy sang một bên, bọn họ làm sao dám ngăn cản cô ta chứ. Cuối cùng, cổng thành bị nữ nhân đập nát thành mảnh vụn, cả bức tường thành rung chuyển, Bụi đất tung bay, mảnh vỡ bắn tung tóe. Chờ khi tất cả bụi đất lắng xuống, nữ nhân đã lao ra khỏi Long Tâm Thành, chạy về phía con đường bên ngoài thành. Lúc này, cầm kiếm nữ vẫn bị cô ta kéo theo. Khí mạch trong cơ thể cầm kiếm nữ đã bị phong ấn, cô ta không phát huy được sức lực, cả người bị lôi kéo như một con rối. "Ồ, có vẻ như họ không thể đuổi kịp chúng ta." Nữ nhân quay đầu nhìn về phía Long Tâm Thành, chạy về phía trước thêm nửa canh giờ nữa mới dừng lại. Cô ta tháo chiếc mặt nạ ra người đã rách một nửa ra. Trong khoảnh khắc, một dung nhan tuyệt mỹ lọt vào mắt của cầm kiếm nữ. Cầm kiếm nữ cắn răng nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, ngươi nhất định là người thân cận của lệnh hồ vũ, đúng chứ? Đương nhiên, ngoài võ thần ra, người muốn lâm thần y chết nhất chính là lệnh hồ vũ. Nữ tử cười nhạt nói, người muốn dùng ta để uy hiếp Lâm Đại ca sao? Chỉ sợ, ngươi vọng tường rồi, dù có chết thì ta cũng không để ngươi thành công đâu. Dứt lời, cầm kiếm nữ muốn nhân cơ hội thoát khỏi kìm kẹp của đối phương, định đâm vào tàng đá bên cạnh. Nhưng nữ nhân kia chỉ lắc mình một cái đã kéo cô tan lại. Muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Ta nói cho người biết, cho dù ngươi tự sát, chỉ cần thân thể không bị hủy hoại, ta vẫn có thể khiến ngươi sống lại. Ngoại trừ tự thiêu ra, thì ngươi không có bất kỳ cách nào để tự sát đâu. Nhưng ngươi nghĩ rằng, ta sẽ cho ngươi chạm vào lửa hay sao? Nữ tử hít mắt nói. Ngươi... Cầm kiếm nữ thở sốc. Được rồi, đã đến lúc thay đổi khuôn mặt của ngươi rồi. Người của huyền thường cao ốc vẫn có rất nhiều người tài ba. Đợi sau khi dịch dung cho ngươi xong, thì chúng ta sẽ đến ngôi làng trước mặt để ẩn nấp. Tiện thể, tránh tay mắt của huyền thượng cao ốc. Ta có thể dùng ngươi để từ từ đối phó với lâm thần y. Nữ nhân nhàn nhạt, nhạt nói, sau đó từ trong người lấy ra một cái túi nhỏ. Mở cái túi nhỏ ra, bên trong là một lớp mặt nạ nhìn gần giống da người. Thủ pháp của nữ tử rất chuyên nghiệp, chấm nhẹ lên lông mày, môi và gò má của cầm kiếm nữ. Một lúc sau, khuôn mặt của cầm kiếm nữ đã thay đổi, không còn nhìn ra được bộ dạng trước kia nữa. Tiếp theo là giọng nói của người, đột nhiên nữ nhân giơ một tay nắm lấy má của cầm kiếm nữ ép cô ta mở miệng ra tay kia thì nhanh như chớp tát vào miệng cô một cái cầm kiếm nữ lập tức phun ra một ngụm máu tươi trong ngụm máu tươi vừa phun ra mang theo một nửa đầu lưỡi nữ nhân kia đã cắt nửa đầu lưỡi của cô ta để cô ta không còn nói được nữa cầm kiếm nữ đau đớn toàn thân co giật hai mắt mở to cả người như muốn ngất đi Diện mạo thay đổi, mất đi thanh âm. Cho dù người của huyền thường cao ốc đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không thể nói cho bọn họ biết thân phận của ta. Nữ nhân nhìn cầm kiếm nữ đang cực kỳ thống khổ, thỏa mãn, cười cười. Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục lên đường rồi. Cầm kiếm nữ không chống cự được, cô ta bị kéo lê trên đường. Cô ta chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, máu từ khóe miệng nhuộm đỏ y phục. Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ cầm kiếm nữ tràn đầy tuyệt vọng nhưng ngay khi cô ta vừa bị nữ nhân kéo về phía trước thì đột nhiên nữ nhân dừng bước cầm kiếm nữ dừng sốt một chút nhịn đau nhìn về phía trước chỉ thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp xuất hiện trên con đường phía trước bóng người mặc âu phục trình tề bên hông đeo một thanh trường kiếm màu đen khóe miệng ngậm một điếu thuốc đang bước nhanh về phía này lâm đại ca cầm kiếm nữ ngây người Cầm kiếm nữ ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Cô không ngờ mình lại đụng độ Phan Lâm ở đây và người phụ nữ kia hơi ngạc nhiên. Về phần trang phục của Phan Lâm, không nghi ngờ gì nữa, đây không phải là trang phục của Long Mạch. Chẳng lẽ người này không phải là người của Long Mạch sao? Người phụ nữ kia trong lòng thầm suy nghĩ, cầm kiếm nữ đột nhiên dãy rủa ánh mắt rắn chặt vào Phan Lâm, không ngừng ẩm ý. Nhưng vì lưỡi của cô ta đã bị cắt nên cô ta không thể nói được gì cả. Dừng lại! Lúc Phan Lâm đi ngang qua người phụ nữ thì anh đột nhiên dừng lại, trầm giọng nói, nữ nhân kia lập tức dừng lại, liếc nhìn tà kiếm tuyệt thế bên hông của Phan Lâm, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi nhưng cũng rất nhanh đã nhắm mắt lại, cười hỏi, "Đại nhân, có chuyện gì sao?" Phan Lâm không đáp lại lời của nữ nhân kia mà đi về phía cầm kiếm nữ, nhìn chằm chằm vào mặt của cô ta một lúc lâu rồi gạn giọng nói, "Gỡ bỏ dịch dung trên mặt của cô ta xuống cho ta." Ngay khi những lời này vừa được nói ra, người phụ nữ kia đã vô cùng sợ hãi. Cô ta cảm thấy như kỹ thuật dịch dung của mình đã rất tốt rồi. Người bình thường căn bản là nhìn không ra. Không ngờ Phan Lâm này vừa nhìn đã có thể phân biệt được. Nữ nhân âm thầm kinh ngạc nhưng không có biểu lộ ra ngoài, ngược lại lại cười nói. Đại nhân, tôi vừa mới bắt được nô tỳ này, tôi không muốn mọi người nhận ra, miễn gây sự phiền phức. Cho nên tôi đã dịch dung khuôn mặt của cô ta, nếu như vì sự dịch dung này mà có gì ảnh hưởng đến đại nhân đây thì mong đại nhân thứ lỗi. Chẳng lẽ cô không hiểu lời ta nói sao? Tháo bỏ lớp mặt nạ này xuống cho ta. Phan Lâm ném tàn thuốc xuống đất về mặt tỉnh bơ nói. Đại nhân, mong ngài đừng làm khó ta. Người phụ nữ nhau mắt lại trong con mắt sâu thẳm hiện lên một tia sát khí. Thấy người phụ nữ không chịu làm theo ý mình. Trong lòng Phan Lâm dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn nhìn cầm kiếm nữ nhẹ giọng nói. Ngươi bị cắt lưỡi rồi sao? Xem ra, người này đang cố ý che giấu thân phận của ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết ta không? Cầm kiếm nữ vội vàng gật đầu. Ngự bích hồng sao? Phan Lâm thấp giọng nói. Cầm kiếm nữ lắc đầu. Mị mộng, Phan Lâm lại hỏi. Cầm kiếm nữ lại lắc đầu. Cầm kiếm tiểu thư. Phan Lâm thở dốc Cầm kiếm nữ nước mắt lưng tròng luống cuống gật đầu. Phan Lâm không chút so dự, lập tức vươn tay chộp lấy nhưng người phụ nữ đã kéo cầm kiếm nữ lại lòng bàn tay của phan lâm trống rỗng nhưng sức mạnh từ lòng bàn tay đã rơi xuống cầm kiếm nữ trong nháy mắt toàn bộ lớp dịch dung trên mặt của cầm kiếm nữ đều bong ra lộ ra nguyên bản phan lâm im lặng hắn yên lặng nhìn cầm kiếm nữ khí mạch đã bị khóa lại lưỡi bị cắt tại sao chứ không phải là cầm kiếm nữ đang ở trong huyền thường cao ốc sao tại sao lại rơi vào tay người này Nhìn thấy bộ dạng của cầm kiếm nữ như vậy, Phan Lâm trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vẻ mặt lại bình lặng như nước. Lâm thần y, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Người phụ nữ không vội vã, mỉm cười nhẹ nói. Thân phận của cầm kiếm nữ, mặc dù bị Phan Lâm phát hiện, nhưng cô ta cũng không có chút hoảng sợ. Cô ấy đang ở trong huyền thường cao ốc, tại sao lại để ngươi bắt đi? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. <laughs> huyền thường cao ốc sao? người ngăn cản ta sao? Nữ nhân lắc đầu, Ta muốn vào Huyền Thường Cao ốc ám sát ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại không có ở đó, cho nên ta bắt cóc nữ nhân này, định gài bẫy giết ngươi, không ngờ rằng ta lại đụng phải ngươi ở nơi này, Lâm Thần Y, xem ra chúng ta rất có duyên. Ngươi là người của Lệnh Hồ Vũ sao? Phan Lâm lại hỏi. Không, ngươi sai rồi, nữ nhân lắc đầu. Ta không phải là người của Lệnh Hồ Vũ, mà phải nói là Lệnh Hồ Vũ là người của ta. Không quan trọng Phan Lâm lắc đầu nhẹ giọng nói, thả cầm kiếm nữ ra, ta có thể hạ thủ lưu tình với ngươi. <laughs> Điều đó không do ngươi quyết định, nữ nhân nhỏ mắt, ta còn tưởng rằng ngươi đang ở huyền thường cao ốc bế quan tu hành, ta muốn đánh lén ngươi khi ngươi đang bế quan. Không ngờ, ngươi cũng không có bế quan, cứ như vậy thì ta sẽ cùng ngươi trực diện chiến đấu một trận nhưng có vẻ như ta sẽ không chiếm được nhiều lợi thế bởi vì dù sao thì ngươi vẫn có tà kiếm của thẩm thiên võ thần trong tay nhưng hiện tại ta chiếm được ưu thế ngay đây nếu như ngươi không muốn nữ nhân này chết vậy thì ngươi hãy làm theo những gì ta nói vừa dứt lời nữ nhân một tay nắm chặt lấy cầm kiếm nữ ôm vào trong thân tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cầm kiếm nữ sau đó búng nhẹ ngón tay rất nhanh, trên mặt của cầm kiếm nữ lập tức xuất hiện một vứt nứt hẹp dài. Ngay sau đó, đầu ngón tay cào vào mặt của cầm kiếm nữ cũng phun ra một đạo hỏa diễm đỏ như máu. Dị hỏa sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc. Lâm thần y thật là biết nhiều thứ. Hắn cư nhiên biết đây là dị hỏa. Xem ra lệnh hồ vũ bị ngươi đánh bại thì không oan. Người phụ nữ nhau mắt lại. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức im lặng. Lâm thần y, ngươi có thể dễ dàng nhận ra ta sử dụng dịch dung cho nữ nhân này, có thể thấy rằng y thuật của ngươi cũng phi phàm chắc tuyệt, nhất định phải ở trên ta. Sinh tử nhân loại xương thịt như vậy tuyệt đối không phải là vấn đề. Nhưng y thuật của ngươi, dù có giỏi đến đâu, thì đối mặt với một thi thể cháy đen, một đống cho tàn, thì làm sao ngươi có thể hồi sinh được đây? Đầu ngón tay của nữ nhân đung đưa trước mắt của cầm kiếm nữ, khuôn mặt xinh đẹp của cầm kiếm nữ tái nhợt vì kinh ngạc, thân thể mềm mại căng thẳng. Đối với những người trong long mạch này thì hỏa diễm đương nhiên là mạnh hơn nhiều so với một thanh kiếm. Dù sao vết thương do đao kiếm chỉ cần thân thể còn nguyên vẹn, thời gian chết không lâu thì vẫn có thể nhờ y thuật mà hồi sinh. Nhưng một khi bị hỏa diễm thiêu thần thì chính là đại la kim tiên có đến thì cũng không cứu được. Không ngờ nữ nhân này lại biết đến dị hỏa, thật là đáng sợ. Đừng làm loạn, Phan Lâm chậm rãi nói. Rốt cuộc thì người muốn như thế nào đây? Cứ nói đi, ném tà kiếm qua đây. Người phụ nữ nhau mắt lại nói, không chần chừ Phan Lâm lập tức tháo thanh trường kiếm bên hông, ném về phía người phụ nữ. Tuyệt thế tà kiếm rơi xuống dưới chân của nữ nhân kia. Ngay lập tức, nhiệt độ xung quanh người phụ nữ giảm mạnh. Xứng danh của thầm thiên võ thần, đúng là phi phạm. Nữ nhân trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng không dám chộp lấy tà kiếm mà ngược lại đá cô ta một cước. Tuyệt thế tà kiếm trực tiếp bay ra ngoài trăm thước thần kiếm như vậy, tại sao ngươi lại không dùng? Phan Lâm hỏi. Lâm thần y, nếu là lệnh hồ vũ ngốc ngách, hắn sẽ tham lam thần khí này. Nhưng ta không ngốc, ta kiếm sở dĩ gọi là ta kiếm, bởi vì bản thân kiếm vô cùng quỷ dị. Trong khi đó, ta lại là một người không giỏi dùng kiếm. Cầm ta kiếm lên, chỉ cần sơ ý một chút thôi, liền bị ta kiếm phản nghịch, bị nó thao túng. Nữ nhân cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy trí tuệ, nhìn thấu vạn vật. Sở dĩ ngươi cho ta vui vẻ như vậy là vì hy vọng ta nhặt lấy tà kiếm, chịu ảnh hưởng của tà kiếm, đúng chứ? Phan Lâm lại im lặng. Xem ra so với tưởng tượng của Phan Lâm thì nữ nhân này khó đối phó hơn nhiều. Được rồi, tiếp theo, xin mời lấy ngân châm trên người ra, dựa theo lời ta nói mà từng huyệt đâm vào. Người phụ nữ tiếp tục nói, Phan Lâm do so dự một chút, sau đó lấy ra kim bạc. Cầm kiếm nữ đấu tranh điên cuồng không ngừng lắc lư dãy ruộng, nhưng không có kết quả. Cô đã đoán được người phụ nữ này sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng cô không thể làm gì ngoài việc khóc lóc trong im lặng. Huyệt bách hội, đâm xuống. Thiên su, thả kim. Thiên cơ thiên toàn, thả kim. Người phụ nữ hét lên ngay lập tức. Phan Lâm buông xuống hai cây ngân châm, sau đó gàn giọng nói. Người muốn rằng ta tự phong bế khí mạch của mình sao? Thế nào? Người không muốn sao? Người phụ nữ nhau mắt mỉm cười hỏi phản lầm hít sâu một hơi chậm rãi lắc đầu tự phong bế khí mạch ta không phát huy được sức mạnh phi thăng cứ như vậy ta chính là một con cừu non chờ bị làm thịt người tùy ý giết hại người cho rằng ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao người có sự lựa chọn nào khác sao nữ nhân ánh mắt lạnh lùng nếu như ngươi không làm vậy thì ta sẽ đốt cô ta thành cho bụi ta vẫn còn có thể đứng ở nơi này cùng với ngươi nói chuyện là bởi vì ngươi đang sợ hãi sức mạnh của ta nhưng nếu như ta làm theo lời của ngươi nói vậy thì ta thậm chí sẽ từ bỏ điều kiện thương lượng cuối cùng nếu như vậy chẳng phải là tự đào hố chôn mình hay sao? Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt nói. <laughs> người thật thú vị. nữ nhân cười nhẹ nhưng ta vẫn nói lời như cũ. người phải tự phong bế khí mạch của mình nếu không thì cô ta sẽ chết. thay đổi điều kiện đi. Phan Lâm nói. thay đổi sao? người phụ nữ nhìn Phan Lâm đầy hứng thú sau đó khẽ mỉm cười. được vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa nói đi ta nghe nói ngươi đánh bại lệnh hồ vũ là bởi vì ngươi xem hắn thi triển độc chiêu của lệnh hồ thế gia một lần sau đó học ngay tại chỗ và đánh bại hắn bằng độc chiêu của lệnh hồ thế gia của hắn nói như vậy có nghĩa ngươi là một thiên tài khoáng cổ cũng không tính là thiên tài khoáng cổ nếu như ngươi lợi hại như vậy vậy thì ta thi triển dị hòa vừa rồi ngươi có thể thi triển dị hòa trước mặt ta không Nữ nhân nhau mắt, nếu như ngươi học được dị hỏa của ta, tại nơi này khai triển dị hỏa, vậy thì ta có thể cân nhắc đến việc thả cô ta đi. Dị hỏa sao? Cái gì? Chẳng lẽ ngươi không học được sao? Nữ nhân cười khinh thường, vậy thì đừng trách ta. Hoặc là ngươi tự phong bế khí mạch, hoặc là ta sẽ biến cô ta thành trò bụi. Nói rồi người phụ nữ kia lập tức thi triển dị hỏa chuẩn bị tấn công vào đầu của cầm kiếm nữ. Dừng lại, Phan Lâm trầm giọng nói. Thế nào? Ngươi nghĩ xong chưa? Người phụ nữ mỉm cười hỏi. Để ta nhớ lại ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Phan Lâm nhắm mắt lại tựa hối như đang trầm tư. Thấy vậy, người phụ nữ kia không khỏi buồn cười. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể thi triển dị hỏa chỉ sau khi quan sát một lần sau. Ngươi có biết dị hỏa là gì không? Cầm kiếm nữ đầy khổ sở, nước mắt chảy dài trên mặt. Đột nhiên cô ta nghiêng đầu, cố gắng để đầu mình dính đến ngón tay có dị hỏa của người phụ nữ kia nhưng nữ nhân nhanh mắt nhanh tay lập tức rời đi muốn tự thiêu sao nằm mơ đi nữ nhân mắng một tiếng thô bạo kéo cầm kiếm nữ lại ngón tay tăng thêm lực đạo mấy phần cổ của cầm kiếm nữ vạn vẹo đến mức khó thở đừng kích động phan lâm chợt mở mắt nghiêm túc nói không muốn thấy cô ta đau khổ thì vậy làm theo lời của ta nói đi ngay lập tức tự phong bế khí mạch của mình người phụ nữ trầm giọng người không cho ta cơ hội để thi triển dị hòa của ngươi sao Thả cô ta đi. Phan Lâm nói. Không phải là ngươi cho rằng mình có thể tự thi triển được dị hỏa chứ. Người phụ nữ sững người một lúc, sau đó nở nụ cười khinh bỉ. Để ta thử xem. Phan Lâm sắc mặt nghiêm túc, sau đó giơ hai tay lên. Một tay nắm chặt cổ tay của đối phương. Ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay kia âm thầm thúc giục năng lượng phi thăng kết ấn chỉ thấy một làn sóng lực tăng vọt về phía đầu ngón tay của phan lâm các đầu ngón tay được bao phủ bởi sức mạnh phi thăng rực rỡ đầy màu sắc dường như là vậy nhưng người phụ nữ mỉm cười quyến rũ <cười> chẳng lẽ đây là phương thức kích hoạt dị hòa của ngươi sao lâm thần y ngươi học cái quái gì vậy bắt trước sao tuy nhiên chẳng bao lâu sau tiếng cười của người phụ nữ kia đột ngột vụt tắt Ánh mắt của cô ta sắc bén, nhìn chằm chằm ngón tay của Phan Lâm, chỉ thấy những làn khói xanh tỏa ra từ những đầu ngón tay sáng và đầy màu sắc đó. Chuyện gì vậy? Không, không thể nào. Người phụ nữ thẫn thờ lẩm bẩm, đồng từ giãn ra, khói xanh trên đầu ngón tay càng lúc càng nhiều, ánh sáng vàng trên đầu ngón tay cũng càng lúc càng đồng đậm. Thoạt nhìn thì có vẻ như vậy. Người phụ nữ hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh lại. Không thể, tuyệt đối không thể. Dị hỏa không phải là thứ võ công bình thường, muốn nắm giữ dị hỏa, nhất định là phải hấp thụ dị hỏa, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Người này chưa từng hấp thụ dị hỏa, xem hắn thi triển dị hỏa làm sao có thể học được chứ. Đã như vậy, hắn không phải là yêu quái mà là thần. Không đời nào. Người phụ nữ suy nghĩ trong lòng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, cô ta cứ đinh ninh rằng Phan Lâm chỉ đang giờ trò lừa bịp mình mà thôi nhưng ý niệm này không xuất hiện trong đầu nữ tử được bao lâu thì một đoàn hỏa diễm đỏ như máu đột nhiên từ đầu ngón tay của phan lâm thoát ra trong mắt nữ tử đối diện kia đã hoàn toàn hóa đá không điều này tuyệt đối không thể không bao giờ có thể xảy ra người phụ nữ điên cuồng hét lên trong đầu điên cuồng run rẩy đây hẳn là dị hỏa chứ phan lâm hùng hằng thở ra một hơi lộ ra dáng thoải mái lắc lư ngón tay mỉm cười nói thế nào dị hỏa của ngươi ta đã học được rồi. Làm thế nào mà ngươi có thể làm được như vậy? Điều này không thể xảy ra. Người phụ nữ kia đều run rẩy, cầm kiếm nữ cũng có chút ngần người. Dựa theo ước định, có phải là ngươi nên thả người rồi không? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Ai ngờ nữ từ kia giống như đã hoàn toàn sụp đổ mà gào lên. Người nhất định là đang lừa gạt ta. Ta đã gạt ngươi cái gì nào? Đây chẳng phải là dị hỏa sao? Người có muốn cảm nhận nó không? Phan Lâm hừ lạnh, trực tiếp vung đầu ngón tay lên, đầu ngón tay thầy ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp đánh vào mặt đất trước mặt nữ tử kia. Trong khoảnh khắc, mặt đất đã hòa tan, ngọn lửa trực tiếp lan tràn xuống lòng đất. Với uy lực này, không phải là dị hỏa thì còn có thể là cái gì nữa đây? Và phẩm cấp cùng uy lực của dị hỏa này, tựa hồ so với nữ tử kia thì càng cường đại hơn, càng khủng khiếp hơn. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử không hề có huyết sắc, kinh ngạc nhìn dị hỏa, trầm xuống, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, gần như là muốn đình chỉ suy nghĩ. "Thế nào, điều kiện này có thỏa mãn ngươi không?" Phan Lâm thản nhiên nói. Một hồi lâu sau, nữ tử mới phục hồi tinh thần, cắn răng đáp: "Nếu như muốn nắm giữ Dị Hỏa, nhất định phải hấp thụ Hỏa trùng, nếu không hấp thụ Hỏa trùng thì tuyệt đối không có khả năng sinh ra Dị Hỏa." "Nói cho ta biết, nói cho ta biết, trước đây ngươi đã hấp thụ những loại Hỏa trùng gì rồi?" "Hỏa trùng là cái gì? Ta chưa từng nghe qua." Không phải là ngươi thua rồi mà không dám nhận đó chứ. Phan Lâm nhíu mày hỏi. Bớt nói nhảm đi. Mặc dù ta không biết ngươi làm thế nào để có thể thi triển ra dị hỏa. Nhưng ta tin chắc rằng nếu không có hỏa trùng thì chắc chắn không thể có dị hỏa được. Chắc chắn là ngươi đang dở trò quỷ. Ngươi đang lừa ta. Nữ tử lớn tiếng quát trong mắt nhộn nhạo sát ý. Xem ra ngươi cuối cùng cũng là thua không chịu nhận rồi. Phan Lâm hử lạnh. Ngay đây, ta không muốn lãng phí thời gian với người nữa bây giờ ngay lập tức ngươi tự phong bế khí mạch nếu không ta sẽ đốt cho cô ta thành cho bụi nữ tử gầm lên tựa hồ như đã mất hết kiên nhẫn cầm kiếm nữ lại càng ra sức dãy giụa tựa hồ như muốn phan lâm rời đi nhưng phan lâm làm sao lại có thể cứ như vậy mà rời đi đây hắn yên lặng nhìn chăm chú và cầm kiếm nữ trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên mở miệng nói kỳ thật dị hoàn này căn bản không khó người có tin hay không cho dù ta tự phong bế khí mạch thì ta vẫn có thể phát động được dị hỏa như thường. Người nói cái gì? Người phụ nữ đã hoàn toàn ngây dại. Chỉ thấy Phan Lâm trực tiếp lấy ra ngân châm, hướng về những huyệt vị trên người mình mà châm tới. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, khí mạch của hắn đã bị phong tuyệt. Hơi thở của người phụ nữ kia đã hoàn toàn siết chặt lại. Cô ta vội vàng cảm thụ quanh người Phan Lâm, phát hiện không tới nửa điểm lực lượng phi thăng dị động. Và lại nhìn đối diện, khí mạch cả người xác định là đã bị phong bế. Những huyệt vị mà Ngân châm rơi xuống không hề có sai sót. Nhưng thấy Phan Lâm một lần nữa giữ chặt cổ tay, một tay khác lại xuất ra một ngọn lửa từ ngón giữa. Chẳng lẽ... Nữ tử mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Phan Lâm, chỉ là dị hòa, hà túc đạo nhà. Phan Lâm thấp giọng nói, sau đó từng bước chậm rãi bước về phía nữ tử kia. Người phụ nữ sợ hãi không ngừng lùi lại phía sau. Dù sao giờ phút này, Phan Lâm đã sớm tự phong bế khí mạch, không có cách nào thi triển nửa điểm phi thăng lực lượng, đã giống như phế nhân, không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng nữ từ này vẫn có chút kiêng kỵ Phải biết rằng người trước mặt này cô ta một chút cũng nhìn không thấu. Đứng lại, chỉ nghe nữ từ lạnh lùng quát lên một tiếng, Phan Lâm dừng lại. Thế nào, sợ dị hòa của ta sao? Phan Lâm hít mắt hỏi lại. <laughs> Khí mạch đều đã bị phong bế cả rồi Người thúc giục dị hòa Kiều gì Ít ở đây cùng ta giả thần giả quỷ đi Nữ tử lạnh lùng nói sau đã muốn ra tay với Phan Lâm Nhưng vào lúc này Phan Lâm đột nhiên hét lớn Nếu người đã coi trọng dị hòa của ta như vậy Được thôi Vậy thì dị hòa đến Thay ngầm của hắn thật lớn Gần như là gầm thét Theo một chữ đến cuối cùng rơi xuống Đầu ngón tay của Phan Lâm lại phát ra hỏa diễm Nữ tử như bị sét đánh, hoàn toàn ngây ngốc, nhưng chỉ một giây sau, cô ta đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không hợp. Ngọn lửa này sao lại kỳ lạ như vậy? Nhưng ngay trong lúc cô ta còn đang bối rối, thì một cỗ năng lượng không biết từ đâu đã bạo tập ra, trong nháy mắt đã đánh vào bụng của cô ta. Nữ tử bất ngờ không kịp đề phòng, cả người trong nháy mắt bị đánh bật ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất cầm kiếm nữ bên cạnh trong nháy mắt đã thoát khỏi trói buộc cô ta mở to hai mắt ngơ ngác nhìn về phía nữ từ kia lại nhìn về phía phan lâm chỉ thấy phan lâm một tay nắm chặt bên trong miệng hồ kẹp một ngọn lửa bật ra một tay khác thì nắm một khẩu súng lục tạo hình độc đáo cứ như vậy mà đứng trước mặt cô ta cái này cái gì đây cầm kiếm nữ mở to hai mắt ánh mắt kinh ngạc nhìn trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng một màng chỉ thấy Văn Lâm đem khẩu súng tạo hình kia cất đi, hùng hằng phun ra chọc khí. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cầm kiếm nữ căn bản không có cách nào có thể phản ứng. Đừng nói là cô ta, ngay cả nữ từ kia cũng hoàn toàn mơ hồ. Cô ta ôm chặt lấy vết thương ở bụng, vẻ mặt thống khổ cũng không thể tưởng tượng nổi. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Ngươi... ngươi không phải... là đã phong bế khí mạch rồi sao? Tại sao... tại sao ngươi còn có thể làm tổn thương ta? Người, người đã dùng thủ đoạn nào vậy? Nữ tử về mặt dữ tợn thấp giọng quát. Thế nào, ngươi thậm chí còn không biết ta làm gì sao? Phản lầm xoay một cây súng, sau đó lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, dùng bật lửa châm lửa. Súng sao? Nữ tử sửng sốt, đại khái như nhớ tới từ trong mơ hồ. Đừng nói người của Long Mạch dưới lòng đất không sử dụng đau thương, cho dù là người của tịch diệt vực cũng không cần. Trong mắt bọn họ, súng đạn chỉ là một thứ ám khí cao cấp mà thôi căn bản không có tác dụng gì cả. Hơn nữa, đạn bình thường ngay cả năng lực phi thăng cũng không xuyên thủng. Nhưng Phan Lâm không phải là dùng khẩu súng bình thường. Nữ tử nhìn thương thế trên bụng mình, ánh mắt lập tức ngưng trọng. Lại đem ánh mắt nhìn về phía cầu súng lục màu bạc trong tay Phan Lâm, âm thầm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, dường như muốn đi. Phan Lâm tự nhiên sẽ không khách khí. Muốn đi sao? Hắn giơ súng lên, điên cuồng bóp cò về phía nữ tử kia, Bên trong khẩu súng lục màu bạc không lớn nhưng lại không ngừng phun ra từng đạo năng lượng khủng khiếp. Cỗ sung năng lượng này quả thực hủy diệt, bất luận là vật gì nó chạm phải thì cũng đều bị hóa thành bột mịn sau khi tiếp xúc. Nữ từ chật vật chạy trốn, trái phải né tránh. Phạt lầm cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta, lập tức đuổi theo bóp cỏ. Nhưng rất nhanh, súng màu bạc đã không còn năng lượng để phun ra được nữa, chỉ phát ra một tiếng vang thanh thúy. Hết năng lượng rồi sao? Phan Lâm nhướng mày, lập tức rút ngân châm phong huyệt khí mạch trên người đuổi theo nữ tử kia. Nhưng nữ tử cũng có thủ đoạn, sao có thể để cho Phan Lâm dễ dàng truy kích như vậy? Chỉ thấy cô ta lại phất tay, từ đầu ngón tay bắn ra một năng lượng huyết hồng quỷ dị như cánh hoa một lần nữa từ trong cơ thể tràn ra. Phan Lâm nhìn chăm chú vào năng lượng huyết hồng quỷ dị kia, theo bản năng muốn lấy cường độ trí tôn cốt để chấn tán. Nhưng trong nháy mắt khi tới gần, Phan Lâm chợt ý thức được điều gì đó, lập tức dừng thân mình lại. Lực lượng này... Phan Lâm cau mày. Lâm thần y, người cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nữ tử đột nhiên quát nhẹ, mười ngón tay đột nhiên lại động. Không có vấn đề gì. Những năng lượng đỏ như máu đột nhiên phun ra, vô số sợi tơ màu đỏ mảnh khảnh. Những sợi tơ này từng tấc từng tấc tương liên trong chớp mắt, liền hình thành một tấm lưới lớn hướng về phía Phan Lâm bao phủ qua. Phan Lâm lạnh lùng hư một tiếng, thúc giục năng lượng phi thăng với ý đồ phân dài cái lưới lớn này. Nhưng năng lượng phi thăng tập kích lại lại đem đại võng xuyên thấu. Ngược lại, một tấm lưới lớn không tổn hại chút nào. Chết đi! Nữ tử giữ tợn quát khẽ, tấm lưới kia tựa như vật sống bao phủ lấy thân thể của Phan Lâm. Nhưng tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, quanh thân Phan Lâm đột nhiên xẹt qua từng trận dòng điện. Ngay sau đó, người trong nháy mắt biến mất toàn bộ hóa thành một đạo điểm điện, trực tiếp từ khe hở của lưới điện xuyên qua, rơi vào trước người của nữ tử kia. Thuấn di sao? Người phụ nữ kinh ngạc vô cùng. Đây cũng không phải là thuấn di, đó là công nghệ. Phan Lâm thấp giọng nói, một quyền nện về phía mặt của nữ tử kia. Nữ tử kinh hãi thất sắc, vội vàng nâng một tay lên để ngăn cản. Nắm tay đánh tới, lực lượng kinh người, sinh sôi đem xương cánh tay của nữ tử kia đập gãy. Nước từ bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, chật vật không chịu nổi. Phan Lâm đặt ngón tay vào một cái đai lưng màu bạc bên hông, đầu ngón tay nhanh chóng nhúc nhích trên nút bấm muốn mang theo. Trong khoảnh khắc, dòng điện quỷ dị kia lại một lần nữa tràn ngập toàn thân hắn. Lại muốn thuấn di sau, người phụ nữ như ngừng thở nhưng lần này phan lâm hiển nhiên không có ý định dùng nắm đấm nữa hắn giơ tay lên hướng về phía huyệt thế tà kiếm nằm trên mặt đất cách đó không xa mà chạm tới tuyệt thế tà kiếm lập tức bay tới vững vàng rơi vào trên tay của phan lâm vỏ kiếm tách ra tà khí ngút trời không xong rồi còn người của nữ từ kia run rẩy dưới tình thế cấp bách lập tức đem một tay khác của mình hướng về phía mặt đất mà đánh tới khởi một đạo dị hòa trong nháy mắt vọt lên sau đó hóa thành sóng lớn tấn công về phía phan lâm dị hòa sau phan lâm lại cười nhạt không phải ta đã nói rồi sao dị hòa của ngươi đã bị ta nắm giữ thấu đáo ngươi lấy cái này để đối phó với ta quả thực là khiến cho người ta cảm thấy nực cười cũng được thôi để cho ngươi nhìn dị hòa chân chính ta học được từ ngươi đi phan lâm mặt không chút thay đổi nói một tay cầm kiếm một tay khẽ giơ lên sau đó nhẹ nhàng phát lực trong nháy mắt dị hòa đột nhiên bùng nổ sau đó dừng lại người phụ nữ như bị xét đánh cô ta ngây ngốc hoàn toàn không tin và cũng không dám tin nhưng cảnh tượng trước mắt giống như là hư ảo vậy dị hòa của chính mình cứ như vậy mà dừng lại ở trước mắt làm thế nào mà điều này có thể xảy ra dị hòa của ta tại sao nó lại không di chuyển chẳng lẽ chẳng lẽ người này có thể học được dị hòa chỉ với một lần ta thi triển sau có thể triệt để lĩnh ngội tinh hoa của dị hòa sau không không phải, không đời nào. Thế gian không có khả năng có thiên tài cái thế như vậy, không bao giờ có thể. Cả người cô ta đều run lẩy bẩy. Điều này có thể được gọi là thiên tài sau. Đây quả thực là quái vật, là dị trùng, là thần tiên không thuộc về thế gian nhân loại. Nhưng ngay tại thời điểm nữ từ không thể tiếp nhận được, thì dị hỏa đã đóng băng đột nhiên tán loạn. Sau đó từng đạo quang mang như tinh hỏa hướng về phía bên này mà phiêu tán tới. Tinh hỏa kia rất nhỏ, nhưng ở trong mắt của nữ tử lại làm cho người ta hoảng sợ đến cực hạn. Cô ta xoay người mạnh mẽ trực tiếp chạy về phía xa xa, nhưng điểm tinh hỏa kia lại giống như tập trung vào thân hình của cô ta, hướng về phía của cô ta không ngừng di động. Cuối cùng, tinh hỏa nổ tung. Trong phút chốc, thiên địa phảng phất bắn ra một đạo pháo hoa thật lớn. Pháo hoa đầy màu sắc, rực rỡ vô cùng, thoạt nhìn nó đặc biệt rực rỡ và bắt mắt. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đây không phải là pháo hoa đẹp mắt gì mà là từng đạo hoa hỏa các loại dị hỏa tạo thành. Cầm kiếm nữ ngơ ngác nhìn hoa lửa nở rộ. Hoa nở rộ làm tan chảy trái đất và làm tan chảy tất cả mọi thứ xung quanh. Mặt đất hóa thành dung nham, bốn vía rạc rỡ trong suốt, nhiệt độ cao kinh khủng phàng phất làm cho người ta cảm giác mình đi vào trong mặt trời vậy. Cứ như thế kéo dài mấy chục giây, hoa hỏa mới dần dần bị dập tắt. Chờ sau khi hoa lửa tàn đi, khu vực kia đã hoàn toàn hóa thành biển nham thạch nóng chảy. Không còn gì nữa, chỉ còn lại nham thạch nóng chảy chậm rãi. Đây là cảnh tượng kinh hoàng như thế nào? Cầm kiếm nữ ngơ ngác nhìn, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng. Mà Phan Lâm thì chăm chú nhìn nham thạch nóng chảy, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó. Một lát sau, hắn thở dài, bước nhanh đến bên cạnh cầm kiếm nữ. Thế nào rồi? Không sao chứ? Phan Lâm mở miệng hỏi cầm kiếm nữ há miệng lại không nói nên lời phan lâm lúc này mới ý thức được điều gì vội vàng lấy ngân châm đâm vào cổ họng cùng cầm của cầm kiếm nữ sau đó lại lấy thuốc từ trên người mình ra nghiền thành bột phấn rồi bôi lên ngón tay há miệng phan lâm nói cầm kiếm nữ hơi ngần ra khuôn mặt có chút đỏ lên nhưng vẫn mở cái miệng nhỏ nhắn phan lâm lúc sắp đưa ngón tay vào nhẹ nhàng bôi bột thuốc lên trên đầu lưỡi bị cắt đứt của cầm kiếm nữ một hồi lâu sau phan lâm mới rút ngón tay ra mặt trên lại dính đầy nước miếng của cầm kiếm nữ cầm kiếm nữ mặt càng lúc càng đỏ bừng cũng may đầu lưỡi của ngươi bị thương không tính là nặng vài ngày nữa sẽ khôi phục lại như bình thường thôi phan lâm cười nói cầm kiếm nữ gật gật đầu tựa hồ như nghĩ đến điều gì đó chỉ vào nham thạch nóng chảy hai tay lại lắc lư một trận ngươi là muốn hỏi người phụ nữ kia đã chết chưa có phải không phan lâm mở miệng nói Cầm kiếm nữ lại gật đầu. Có thể để cô ta chạy thoát. Phan Lâm thản nhiên nói. Cầm kiếm nữ ngần ra. Lúc này vô số thân ảnh từ phía sau đã chạy tới. Vừa nhìn thì chính là người của tòa nhà treo thưởng. Cầm kiếm tiểu thư Lâm Đại Nhân. Đào Thành cầm đầu đám người nhìn thấy hai người này. Lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc vội vàng vọt tới. Lâm Đại Nhân. Ngài đã trở lại sao? Đào quản lý có thể giải thích cho ta một chút vì sao người của ta lại bị kẻ đó bắt cóc đến đây ánh mắt của phan lâm lạnh lẽo lạnh như băng chất vấn đào thành điều này đào thành cả người run rẩy không biết nên mở miệng nói như thế nào nữa các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 666 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.